Xin chào các chị em, mình tên là Nguyễn Thành An. Nếu các anh chị có một cái nhà hàng hay là có một cái tiệm nail và các anh chị muốn có 20.000 người khách hàng thì cái việc mà các anh chị cần làm đầu tiên là cái gì các anh chị? Có phải rằng các chị sẽ quảng cáo trên TV, quảng cáo báo chí, quảng cáo trên tờ rơi và ở bất cứ dùng cái phương tiện nào mà mình có thể để mình quảng cáo, đúng không các anh chị? Và nếu các anh chị làm như vậy thì dĩ nhiên là tốn rất là nhiều chi phí và chưa chắc các anh chị sẽ có được 20.000 người khách hàng trong tiệm của mình. Cái phương thức An muốn giới thiệu các anh chị nó hơi khác biệt một chút, cũng với cái tiệm nail đó, cũng với cái nhà hàng đó. Thay vì mình quảng cáo đó thì nó sẽ đi như vậy. Bây giờ anh sẽ có 5 người khách hàng vào cái tiệm phở của mình và họ sẽ ăn tô phở của mình. Và dĩ nhiên cái trách nhiệm của mình là một người chủ đó thì anh phải bảo đảm làm sao cái tô phở mình phải có chất lượng, phải ngon miệng, phải giá cả vừa phải để họ mới quay lại họ ăn nữa, đúng không anh chị? Và nếu mà 5 người khách hàng này họ hài lòng với cái tô phở của anh đó thì anh sẽ yêu cầu họ, anh sẽ nhờ họ mỗi người giới thiệu truyền miệng giùm anh cho 5 người bạn của họ. Và nếu mà 5 người đó mỗi người làm như vậy thì anh sẽ có thêm 25 người khách hàng vào tiệm của mình. Và dĩ nhiên là những người đó tới họ sẽ mua tô phở cũng chất lượng như vậy, cũng giá cả y như vậy. Và cái việc của mình là làm sao họ hài lòng với tô phở đó. Và khi mà họ hài lòng thì An cũng yêu cầu họ làm việc y như vậy, tức là mỗi người sẽ giới thiệu giùm An 5 người bạn mới. Và nếu mà 25 người làm việc đó thì bây giờ sẽ có 125 người khách hàng mới. Và khi họ tới cái tiệm của An thì tiếp tục như vậy các anh chị. Họ khi mà 125 người này tới ăn tô phở thì An sẽ trả cho 5 người đầu giới thiệu 5% và 25 kia mỗi người 5%. Thì các anh chị có thấy cái chuyện đó là hợp lý không các anh chị? Chắc chắn là hoàn toàn hợp lý, đúng không các anh chị? Vì công họ giới thiệu những người khách hàng này cho mình. Và nếu 125 người này tới tiệm của mình, họ ăn họ hài lòng thì anh cũng nhờ họ mỗi người giới thiệu giùm anh 5 người khách hàng mới. Và bây giờ anh sẽ có 125 nhân 5 là 625. Anh sẽ có thêm 625 người khách hàng mới. Nếu mà 625 người khách hàng này mới vào tiệm của mình ăn tô phở thì anh cũng trả những người giới thiệu này mỗi người 5%. Và dĩ nhiên là 625 người kia cũng ăn cái tô phở với chất lượng như vậy và giá cả cũng y như vậy. Và anh cũng yêu cầu họ là mỗi người giới thiệu giùm anh 5 người khách hàng mới. Và bây giờ 625 nhân 5 sẽ là 3.125. Và cái chuyện nó tiếp diễn thêm một lần nữa, 3.125 nhân cho 5 tức là 15.625. Thì nếu anh cộng lại 6 lần như vậy đó thì các anh chị thấy là anh sẽ có gần 20.000 người khách hàng vào cái tiệm phở của mình qua cái hình thức truyền miệng. Và thay vì anh quảng cáo trên TV, báo chí vân vân thì anh trích cái số tiền đó để anh trả cho những người này là những người giới thiệu khách hàng vào cái tiệm của mình. Và bây giờ nếu mà nói về xa xôi một chút đó, nếu mà tháng sau những người khách hàng đó họ quay lại, họ ăn tiếp tô phở đó thì những người này họ tiếp tục được hưởng 5% và nó cứ tiếp diễn như vậy, cứ tiếp diễn như vậy các anh chị. Và bây giờ nó con số to hơn á, nếu mà 20.000 người khách hàng đó mỗi tháng họ tới tiệm của anh ăn phở và họ xài hết 100 đô thì cái tổng số tiền họ tiêu xài tức là 2 triệu. Và với cái tổng số tiền 2 triệu đó, nếu anh trả ra 5% cho cái người giới thiệu đầu tiên thì người đó sẽ hưởng được 100.000 tiền huy hồng các anh chị. Và đó là cái hình thức anh muốn giới thiệu cho các anh chị, một cái cơ hội hợp tác với một công ty đứng hàng đầu của Mỹ về chống lão hóa, có mặt trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, có doanh thu trên 2 tỷ Mỹ Kim mỗi năm và đang phát triển, và có một cái đội ngũ người Việt ở khắp nơi đang hợp tác và đang rất thành công. Thì anh mời gọi các anh chị hãy liên lạc với người nào đã giới thiệu cho mình để họ được, các anh chị được hướng dẫn một cách cặn kẽ làm sao các anh chị có thể nắm bắt cái cơ hội này để thành công. Xin cảm ơn các anh chị.